Anh Út cũng đội nón lên Út. Đi một chuyến đủ không anh? Là đi hai chuyến hả? Rồi vậy chia ra làm đôi đi. À đi xuống lên xuống luôn không? Nè cho anh mượn cái nón là nút nắng quá nắng rồi đúng rồi. Lấy từ trên xuống á. Nặng hơn hả? Thầy tới mét 8 không có mét 7 à? Có gì lên hoặc là ghi đó đi. Con không có đem tiền nha. Chất từng lớp á.
thông minh nha anh Út. Một lớp mấy cây? Đủ chưa? Thank you.